Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin tử vi tổng quan ngày 20 tháng 8 năm 2021, thứ 6 dương lịch, âm lịch là ngày 13 tháng 7 năm 2021, tức ngày Canh Tý, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu, tiết khí Lập Thu, trực định, ngày Thanh Long hoàng đạo, tốt. Các khung giờ hoàng đạo trong ngày gồm 23 đến 1 giờ, giờ Kim Quỹ, 1 đến 3 giờ, giờ Bảo Quang, 5 đến 7 giờ, giờ Ngọc Đường, 11 đến 13 giờ, giờ Tư Mệnh, 15 đến 17 giờ, giờ Thanh Long, 17 đến 19 giờ, giờ Minh Đường. Các giờ hắc đạo gồm 3 đến 5 giờ, giờ Bạch Hổ, 7 đến 9 giờ, giờ Thiên Lao, 9 đến 11 giờ, giờ Nguyên Vũ, 13 đến 15 giờ, giờ Câu Trận, 19 đến 21 giờ, giờ Thiên Hình và 21 đến 23 giờ, giờ Chu Tước. Ngũ hành niên mệnh, Bích Thượng Thổ, ngày Canh Tý, tức Can Sinh Chi là ngày cát, nạp âm, Bích Thượng Thổ kỵ tuổi, Giáp Ngọ và Bính Ngọ. Ngày thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân, thành thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt tỵ. Tuổi xung với ngày hôm nay đó là tuổi Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân và Giáp Dần. Tuổi xung với tháng là tuổi Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất và Nhâm Thìn. Các sao tốt trong ngày hôm nay bao gồm Thiên Quý, Phúc Sinh, Tam Hợp, Dân Nhật Thời Đức, Hoàng Ân, Thanh Long Hoàng Đạo. Sao xấu gồm Tử Khí, Trùng Tang. Những việc nên làm trong ngày hôm nay đó là cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng. Việc không nên làm ngày hôm nay là giải trừ, chữa bệnh, đào đất, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay, tài thần ở hướng Tây Nam và hỷ thần ở hướng Tây Bắc. Ngày xuất hành theo khổng minh là ngày đường phong, xuất hành tốt, cầu tài, được tài, mọi việc đều như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đã theo dõi tử vi tổng quan ngày 20 tháng 8 năm 2021. Và để biết được tử vi chi tiết của từng con giáp trong ngày này có biến động ra sao thì rất mong quý vị lần đầu tiên đến với kênh Tứ Số Tử Vi, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Ngay sau đây, mời quý cô bác, anh chị và các bạn đến với tử vi chi tiết của con giáp tuổi Tý ngày 20 tháng 8. Xem tử vi phương Đông, thương quan nhắc nhở nếu con giáp tuổi Tý muốn tránh để xảy ra sai sót, rắc rối không mong muốn thì ngày hôm nay cần phải chú tâm vào từng vấn đề mà mình xử lý để hoàn tất chúng một cách gọn gàng, cẩn thận nhất. Đừng ẩu đoảng và để lại những kết quả phức tạp sau đó. Thổ khí vượng cũng là lúc bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh đi lại nhiều gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Thậm chí có những buồn phiền cũng có thể khiến cho ai đó đang có bệnh sẽ bị ốm nặng hơn đấy. Trong ngày này, vị trí thai thần ở hướng Nam, phía trong phòng giã gạo, nơi xay bột và phòng thai phụ. Do đó không nên lui tới, tiếp xúc, dịch chuyển vị trí đồ đạc ở nơi đây hay tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này, bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Tý mệnh Kim ngày 20 tháng 8 luôn cẩn trọng trong từng việc mình làm, tránh chủ quan. Tử vi tuổi Bính Tý mệnh Thủy tìm cách làm việc thật nhiều, tránh nghỉ ngơi quá lâu. Tử vi tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa nên dành thời gian hơn nữa để cải thiện kỹ năng của bản thân. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, cần chú ý quan tâm hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc công việc gặp nhiều khó khăn là do cách xử lý thiếu khôn ngoan. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 3 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Tý hôm nay là 48 và 71. Giờ tốt trong ngày là từ 15 đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, màu vàng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Thân. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Tý. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc hanh thông. Tiếp theo, mời quý cô bác, anh chị và các bạn đến với tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày mới. Xem tử vi khoa học của 12 con giáp cho biết, hôm nay người tuổi Sửu nhờ có tam hội phù trợ mà đường công danh sự nghiệp ngày càng tiến triển, suôn sẻ hơn. Nếu có bất kỳ vướng mắc gì, con giáp này có thể
tìm hướng giải quyết dễ dàng nhờ sự giúp đỡ, chỉ bảo của cấp trên và đồng nghiệp xung quanh mình. Vận trình tình cảm của người tuổi Sửu hôm nay có dấu hiệu khởi sắc rất rõ ràng. Mối quan hệ xã giao hài hòa giúp cho bản mệnh gặp được đối tượng đồng chí hướng với mình. Nếu quyết định hợp tác làm ăn với đối tượng ấy, người tuổi Sửu có thể gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Tuy nhiên, ngũ hành thổ khắc thủy nhắc nhở con giáp này phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như bản mệnh quá lạnh lùng với người ấy và dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp. Người tuổi Sửu nên hiểu rằng chẳng có gì quan trọng bằng tình cảm. Tử vi tuổi Ất Sửu mệnh Kim, ngày 20 tháng 8, mối quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy, cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, chẳng có gì quan trọng bằng tình cảm. Tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, đường công danh sự nghiệp trong ngày tiến triển cực kỳ suôn sẻ. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, quý nhân giúp sức, sự nghiệp hành thông phơi phới. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn của người tuổi Sửu hôm nay là 15 và 21. Giờ tốt trong ngày là từ 17 đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, màu vàng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Tuất. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Sửu. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc hanh thông. Sau đây để đến với tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày mới thì rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và hữu ích, quý vị đừng quên nhấn nút like và chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Ngay bây giờ là tử vi chi tiết của con giáp tuổi Dần ngày 20 tháng 8. Xem tử vi thứ 6 này, người tuổi Dần gặp may mắn về đường tài chính nhờ có thiên tài chiếu mệnh. Bản mệnh có thể được hưởng lộc từ kế hoạch đầu tư kinh doanh tưởng chừng như không có kết quả trước đó vậy, nên tài vận đang rất dư giả, có khoản tích lũy đáng kể, không sợ thiếu thốn. Người làm công ăn lương nhận được thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Việc này có thể khiến bạn mất nhiều thời gian hơn, nhưng bù lại, tiền bạc dồi dào, dư dôi, thoải mái cho việc chi tiêu hơn, nên bạn vẫn cố gắng làm hết sức mình. Thổ sinh kim mang tới cho con giáp này những tin vui về tình cảm mà bản mệnh đã mong ngóng bấy lâu nay. Người độc thân có cơ hội bày tỏ với người mình thầm thương trộm nhớ. Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình, nếu cứ bị động, bạn có thể để duyên trôi qua mất đấy. Quý vị tuổi Dần nhớ tham khảo video vui vẻ lạc quan, tràn đầy nhiệt huyết, xóa tan muộn phiền qua 7 lời Phật dạy. Video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi ngày 13 tháng 8 năm 2021. Tử vi tuổi Giáp Dần mệnh Thủy ngày 20 tháng 8, tài chính dư giả, hưởng lộc từ những kế hoạch đầu tư kinh doanh. Tử vi tuổi Bính Dần mệnh Hỏa có khoản tích lũy đáng kể, không sợ thiếu thốn. Tử vi tuổi Mậu Dần mệnh Thổ, người làm công ăn lương nhận được thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Tử vi tuổi Canh Dần mệnh Mộc, vất vả nhưng tiền bạc kiếm được là xứng đáng với công sức bỏ ra. Tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh Kim, người độc thân có cơ hội bày tỏ tình cảm. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 5 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Dần hôm nay là 13 và 78. Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, màu trắng và quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc hanh thông. Tiếp theo, mời quý cô bác, anh chị và các bạn đến với tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày mới. Cục diện Tý Mão tương hình gây ra những khúc mắc trong mối quan hệ của người tuổi Mão hôm nay. Sự mâu thuẫn, bất đồng giữa các thành viên không ngừng xảy ra. Không khí đầm ấm gia đình trở nên xa vời, thay vào đó là sự căng thẳng, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Bù lại chính tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông. Con đường phía trước rộng mở, nguồn thu được cải thiện thêm kha khá. Bạn cũng biết cách quản lý tài chính, chắt bóp chi tiêu, tằn tiệm, tiết kiệm nên cũng để ra được một khoản kha khá cho mình. Đây là niềm an ủi không nhỏ đối với những chuyện buồn trong tình cảm xảy ra của con giáp tuổi Mão.
Trong ngày này, vị trí thai thần ở hướng nam, phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay bột và phòng thai phụ. Do đó không nên lui tới, tiếp xúc hay dịch chuyển đồ đạc, đặc biệt là không nên tiến hành đục đẽo sửa chữa ở nơi đây, bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Mão mệnh Thủy, ngày 20 tháng 8, mối quan hệ gặp nhiều khúc mắc, nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, bất đồng giữa các thành viên trong gia đình không ngừng xảy ra. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ, không khí gia đình luôn căng thẳng, nặng nề. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc, tài vận hanh thông, con đường kiếm tiền rộng mở. Tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim, biết cách quản lý tài chính, chắt bóp chi tiêu. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 5 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Mão hôm nay là 42 và 77. Giờ tốt trong ngày là từ 15 đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh rêu, màu ghi. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Hợi. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Mão. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Tiếp theo, mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng trải nghiệm những thông tin tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày mới. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tam hợp là cơ hội để con giáp tuổi Thìn mở rộng mối quan hệ, giao lưu gặp gỡ nhiều hơn với bạn bè và có thể gặp được một nửa tâm đầu ý hợp của mình. Tuy nhiên, nếu muốn tính chuyện lâu dài thì bạn vẫn phải dành thêm thời gian để suy tính kỹ càng. Người tuổi Thìn đã sẵn sàng để biến ý tưởng trở thành hành động khi có thiên ấn che chở. Vậy thì bây giờ chính là cơ hội bắt tay vào khởi xướng những gì bạn đang ấp ủ những ngày này. Sự tự tin giúp bạn thành công một phần rồi đấy, vậy còn chần chờ gì nữa? Ngũ hành xung khắc có thể khiến bạn rơi vào cảm giác stress. Hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân, quay trở lại với những giá trị đời thường căn bản nhất. Điều đó sẽ khiến cho tinh thần của bạn được thư giãn nhiều hơn đấy. Tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh Hỏa, không ngừng nỗ lực, thành công sẽ đến. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh Thổ, chỉ một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh Mộc, tránh xa những chuyện thị phi tranh chấp chốn công sở. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh Kim, có được hạnh phúc như mong đợi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh Thủy, tình cảm gia đình êm ấm, cha mẹ và con cái hòa thuận. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 3 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 3 sao và tình cảm được đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn của người tuổi Thìn hôm nay là 72 và 81. Giờ tốt trong ngày là từ 15 đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là màu cà phê, màu nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Sửu. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc, bình an. Tiếp theo, để đến với tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày mới thì rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Sau đây là tử vi chi tiết của con giáp tuổi Tỵ ngày 20 tháng 8. Thiên quan giáng họa, hôm nay người tuổi Tỵ cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn trong công việc. Hãy chú ý giữ sự bình tĩnh, bản mệnh chớ nên nóng nảy, bởi nếu không thì mâu thuẫn, xích mích có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hơn nữa, con giáp này cần tránh đối đầu với cấp trên. Cho dù có ý kiến bất đồng thì người tuổi Tỵ cũng nên nêu quan điểm một cách cởi mở, nhẹ nhàng, chứ không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, khiến đôi bên đều trở nên nóng nảy mà gây ra mâu thuẫn, căng thẳng. Trong ngày ngũ hành xung khắc, lời khuyên dành cho người tuổi Tỵ là nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn, chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp như vậy. Tiền mất rồi có thể kiếm lại, còn một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó bề có thể bù đắp nổi. Quý vị tuổi Tỵ đừng quên tham khảo thêm video Bí quyết tăng sức hút xã giao, vạn người yêu mến, đón cơ hội, đổi đời của 12 con giáp. Video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi ngày 9 tháng 8 năm 2021. Tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh Hỏa, ngày 20 tháng 8, cùng trò chuyện thẳng thắn để hóa giải những mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu. Tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh Thổ, có những người bạn không thực sự đáng tin như bạn vẫn nghĩ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh Mộc, tâm lý không ổn định, dễ có quyết định sai. Tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh Kim, chớ vội tin tưởng ai đó, hãy bình tâm suy xét.
Tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh Thủy đối diện với nhiều khó khăn trong công việc. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 3 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Tỵ hôm nay là 16 và 87. Giờ tốt trong ngày là từ 17 đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, màu xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Tỵ. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc hanh thông. Tiếp theo là tử vi chi tiết của con giáp tuổi Ngọ ngày 20 tháng 8. Tý Ngọ tương xung báo hiệu một ngày vận trình kém sắc với người tuổi Ngọ. Bản mệnh sẽ trải qua không ít chuyện muộn phiền, công việc không kịp tiến độ, khiến tinh thần xuống dốc. Có người còn thấy công việc lặp đi lặp lại nhàm chán, muốn nhảy việc ở thời điểm này. Hung thần còn gây ra những tranh chấp, xích mích với đồng nghiệp trong quá trình làm việc, khiến đôi bên không thoải mái. Chuyện này chủ yếu liên quan tới lợi ích và sự cạnh tranh vị trí, nên chắc chắn không thể nhường nhịn qua loa được. Đây có thể là cuộc chiến kéo dài, do đó bạn hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé. Ngũ hành xung khắc là dấu hiệu cho thấy đường tình cảm của con giáp này không được suôn sẻ. Người có đôi có những mâu thuẫn về chuyện nuôi dạy con cái hoặc vấn đề cơm áo gạo tiền. Người độc thân vẫn chưa gặp được người ưng ý. Có thể yêu cầu của bạn quá cao nên khó lòng tìm được người nào có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn định mình đề ra. Tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh Kim ngày 20 tháng 8, vận trình kém sắc, trải qua không ít chuyện muộn phiền. Tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy, công việc không kịp tiến độ, tinh thần xuống dốc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa, có người muốn nhảy việc khi chán nản vì công việc lặp đi lặp lại. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ, xảy ra tranh chấp, xích mích với đồng nghiệp trong quá trình làm việc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc, đường tình cảm không được suôn sẻ, mâu thuẫn liên miên. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc được đánh giá đạt 3 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Ngọ hôm nay là số 10 và 69. Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, màu vàng cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Thân. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Ngọ. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Sau đây, mời quý vị cùng trải nghiệm những thông tin tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày mới. Tý Mùi tương hại là điềm báo nhắc nhở người tuổi Mùi sẽ có một ngày khá vất vả và chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần. Không những phải đối diện với khối lượng công việc đồ sộ mà còn phải đề phòng kẻ xấu hãm hại đường quan lộc, cản bước đường thăng tiến. Thổ khắc thủy cũng ảnh hưởng tới tình duyên của con giáp này. Vợ chồng thiếu thời gian bên nhau nên dễ nảy sinh khoảng cách. Lòng tin tưởng cũng vơi đi ít nhiều, dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào phá hoại. Đôi bên cùng chán nản và có cảm giác bế tắc về mối quan hệ này. Trong tháng, vị trí thai thần ở cửa phòng, sổ, phòng thai phụ. Do đó không nên dịch chuyển đồ đạc hoặc tiến hành tu sửa nơi đây, tránh làm động thai thần, ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim ngày 20 tháng 8 có một ngày khá vất vả và chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy một mình đối diện với khối lượng công việc đồ sộ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa đề phòng kẻ xấu hãm hại đường quan lộc, cản bước đường thăng tiến. Tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ tình duyên trắc trở, vợ chồng xa cách. Tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc mối quan hệ nhiều khúc mắc, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba phá hoại. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 3 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Mùi hôm nay là 25 và 31. Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá, màu vàng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tý, tuổi Sửu. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Mùi. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc và tài lộc tấn tới. Tiếp theo, để đến với tử vi ngày 20 tháng 8 của con giáp tuổi Thân thì rất mong quý cô bác, anh chị và các bạn lần đầu tiên đến với kênh Tướng Số Tử Vi, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và hữu ích, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người
cùng tham khảo. Sau đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày mới. Tam hợp mang tới tin vui về chuyện tình cảm của người tuổi Thân, độc thân và tin cưới hỏi cho những đôi lứa đang yêu. Hai bạn đang có kế hoạch tốt đẹp để cùng xây dựng tương lai phía trước. Một số cặp vợ chồng lúc này còn nhận được tin vui về chuyện bầu bí nữa. Quý vị tuổi Thân có biết video tử vi tài lộc của 12 con giáp nửa cuối tháng 8 dương lịch năm 2021, ai rực rỡ đỉnh cao, ai tán ra bại sản. Video đã phát trên kênh Tướng số tử vi ngày 10 tháng 8. Ngày hôm nay có tỷ kiên tác động, tất cả những sự mâu thuẫn rắc rối liên quan đến cái tôi, những mục tiêu bị đẩy do tham vọng mà con giáp tuổi Thân đưa ra sẽ đòi hỏi bạn phải đổ nhiều công sức để có thể đạt được thành quả tốt. Hãy cố gắng nhẫn nại, điềm tĩnh nhé. Sự nóng vội không mang lại kết quả mà bạn mong muốn đâu. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho những ai đang gặp vấn đề rắc rối về tiền nong hoặc chuyện sức khỏe. Bạn mệnh có thể tìm thấy cách thức phù hợp để cải thiện tình trạng hiện tại. Ai có vấn đề sức khỏe sẽ tìm được bác sĩ giỏi hỗ trợ. Tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, ngày 20 tháng 8, nhanh chóng tìm cách hâm nóng tình cảm lứa đôi trước khi quá muộn. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh, vận trình đi xuống. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, cơ may phát tài phát lộc đang đến rất gần, hãy nắm bắt. Tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, tình cảm vợ chồng ngày càng được cải thiện rõ rệt. Tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, người độc thân sớm tìm được nửa kia cho mình. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc được đánh giá đạt 5 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Thân hôm nay là 30 và 48. Giờ tốt trong ngày là từ 11 đến 13 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, màu trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Sửu, tuổi Ngọ. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Thân. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an. Sau đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày mới. Hôm nay người tuổi Dậu rất là cẩn trọng trong công việc do phải đối đầu với cục diện tương hại. Đừng chủ quan bởi có thể những nhiệm vụ con giáp này tưởng như đã thành công trong tầm tay rồi sẽ bất ngờ gặp trở ngại khó khăn đấy. Có thể xung quanh người tuổi Dậu đang có những kẻ ném đá giấu tay, hãy cẩn thận hơn trước khi đưa ra mỗi quyết định. Khi gặp rắc rối, bản mệnh cũng nên bình tĩnh, tìm hướng giải quyết chứ không nên bực bội, nóng nảy. Vì như vậy cũng không mang lại tác dụng gì, thậm chí còn khiến cho mọi việc trở nên phức tạp hơn. Nếu có ý định xuất hành ngày hôm nay, người tuổi Dậu nên đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt giúp con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh thêm phần suôn sẻ, thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy, ngày 20 tháng 8, tránh cho vay mượn tiền bạc trong những ngày này. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, có kẻ ném đá giấu tay, hãy cẩn thận hơn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, có thể có những mâu thuẫn với một nửa của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, ngày 20 tháng 8, không nên bực bội, nóng nảy. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 5 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Dậu hôm nay là 45 và 38. Giờ tốt trong ngày là từ 11 đến 13 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, màu xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Tiếp theo, mời quý cô bác, anh chị và các bạn trải nghiệm những thông tin tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày mới. Công việc của người tuổi Tuất ngày hôm nay khá thuận lợi nhờ sự giúp sức của thiên ấn. Tất cả cũng đến từ thái độ lạc quan, tích cực, cầu tiến nên bạn dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Hãy luôn để ý, lắng nghe đến và để tâm tìm kiếm cơ hội để thử sức khẳng định bản thân. Có ý định xuất hành ngày hôm nay, bạn mệnh nên chọn lúc, giờ và hướng tốt lành để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt hôm nay bao gồm hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần. Ngày Thổ khắc Thủy, đôi bên xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi gay gắt. Để bảo vệ cái tôi của mình, không ai chịu lắng nghe đối phương nói gì, nghĩ gì. Người độc thân có thể nhiều nỗi buồn khó nói ra,
dù rất muốn có được tình yêu, nhưng những rào cản tâm lý khiến cho bản mệnh không dám mở lòng, e ngại bị tổn thương. Tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, ngày 20 tháng 8, công việc thuận lợi nhờ thái độ lạc quan, tích cực, cầu tiến. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, hãy luôn lắng nghe, để tâm, tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, nên chọn hướng xuất hành may mắn để mọi việc thêm thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, đôi bên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, người độc thân không dám mở lòng vì sợ tổn thương. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Tuất hôm nay là 51 và 64. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng, màu tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Hợi. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Tuất. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Tiếp theo, mời quý cô bác, anh chị và các bạn trước khi đến với tử vi của con giáp tuổi Hợi ngày 20 tháng 8 thì quý vị đừng quên hoan hỉ, đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Ngay bây giờ là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày mới. Với người tuổi Hợi, thực thần mang tới cho con giáp này nhiều cơ hội để kiếm tiền. Đây không phải là chuyện gì quá viển vông, nhất là với những ai đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Hãy vững tin vào bản thân mình, nắm bắt cơ hội ngay khi có được. Cát khí lan tràn còn giúp tình cảm có bước tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Bạn nhanh chóng xóa bỏ những mâu thuẫn tình cảm trước kia và tạo dựng những kỷ niệm đẹp đẽ. Có thể tranh thủ cơ hội này để tiến thêm một bước, bày tỏ tấm lòng với đối phương. Tuy nhiên, sức khỏe của bản mệnh bị ảnh hưởng phần nào, bạn nên chú ý đề phòng những dấu hiệu của bệnh tật và đi tới nơi khám bệnh ngay khi cần thiết. Ngoài ra cũng nên điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học hơn. Quý vị tuổi Hợi có biết mình là một trong bốn con giáp phản ứng nhanh, nảy số bất ngờ, luôn vững vàng trước mọi biến cố của cuộc sống? Video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi, quý vị đừng quên đón xem ngay nhé. Tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, ngày 20 tháng 8, theo nghiệp kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, ngày hôm nay hãy vững tin vào bản thân và nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, tình cảm có bước tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, đôi lứa nhanh chóng xóa bỏ những mâu thuẫn tình cảm trước kia. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, chú ý chăm sóc sức khỏe trong ngày hôm nay. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 5 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 3 sao và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Hợi hôm nay là 29 và 45. Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xanh da trời. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Mùi. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn. Chúc quý vị luôn gặp được những điều may mắn, hanh thông, thành công trong cuộc sống. Vừa rồi quý cô bác, anh chị và các bạn đã theo dõi tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày 20 tháng 8 năm 2021. Và để tiếp tục cập nhật những video mới nhất, đặc sắc và ý nghĩa nhất từ chương trình thì rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị hãy hoan hỉ, đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị đừng quên nhấn nút like và chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Nếu như có ý kiến băn khoăn thắc mắc hoặc muốn chia sẻ thêm các thông tin chi tiết về tử vi, tướng số, phong thủy, quý vị hãy để lại tin nhắn ở phía dưới video phần bình luận để ban biên tập của chương trình sẽ trả lời miễn phí đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của đông đảo quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn dành cho kênh Tướng Số Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Rất mong rằng trong thời gian tới, quý vị sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.